Nghe podcast Vietpress 247, bí mật động trời về quá khứ háo sắc, bắt cóc thiếu nữ của Tôn Ngộ Không. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là nhân vật có tính cách cương trực, trung thành với lẽ phải. Hình ảnh một Tề Thiên Đại Thánh đầu đội trời chân đạp đất đã quá quen thuộc với khán giả. Có lẽ vì thế nên nếu biết quá khứ lão Tôn cũng từng háo sắc như ai, hẳn nhiều fan sẽ có phần thất vọng, không muốn tin. Trên thực tế, trong tập đại chiến Hồng Hải Nhi, Quan Âm Bồ Tát đã từng tiết lộ quá khứ không được đẹp đẽ của Tôn Ngộ Không. Khi bị ngọn lửa tam muội của Hồng Hải Nhi cướp đi một trong 72 mạng, Tôn Ngộ Không phải đến tận Nam Hải để cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Đến nơi, Quan Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, nghe Ngộ Không trình bày xong liền nói: "Ngộ Không, trong bình nước cam lộ này của ta không giống với nước mưa của Long Vương nên có thể dập được lửa tam muội. Nhà người thì không đủ sức mang nổi bình này của ta, còn nếu để thiện tài Long Nữ đi cùng nhưng ngươi lại là kẻ xấu chuyên lừa lọc người. Ngươi thấy Long Nữ của ta xinh đẹp, lại thấy bình cam lộ của ta quý báu lại cuống đi, mất công ta phải đi tìm." Lời nói của Quan Âm phần nào hé lộ quá khứ của Ngộ Không. Quan Âm định giao bình cho đại đồ đệ của Đường Tăng nhưng nhận ra hắn từng nhiều lần phạm tội tày đình nên không thể yên tâm. Không chỉ vậy, Quan Âm còn ám chỉ Ngộ Không vì thấy Long Nữ của mình xinh đẹp mà nảy lòng tơ tưởng, chưa kể chuyện cuống luôn chiếc bình quý của bà. Đáp lại lời của Quan Âm, Ngộ Không nói: "Bồ Tát lại lo xa rồi, đệ tử ta xuất thân trốn xa môn nhất định không bao giờ làm những chuyện đó." Đến đây, nhiều người lại thắc mắc những chuyện đó mà Ngộ Không nhắc đến là gì? Liệu nó có liên quan đến quá khứ của hắn? Quay về 500 năm trước khi lên đường thỉnh kinh với Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lúc này còn là Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn. Hắn thường cho quân đi bắt con gái nhà lành về mua vui. Trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đã lược bỏ đoạn này nên nhiều người không biết đến. Vốn dĩ, Ngô Thừa Ân đã cải biên Tây Du Ký của Dương Cảnh Hiền thời nhà Nguyên nên không thể chính xác 100% so với bản gốc. Lại nói đến Tây Du Ký nguyên bản của Dương Cảnh Hiền, có rất nhiều cảnh miêu tả chuyện Tôn Ngộ Không vui vẻ với những cô gái xinh đẹp khi còn ở Hoa Quả Sơn. Ngô Thừa Ân khi kìa biên lại đã lược bỏ để tránh bị triều đình chú ý, cũng như không bị độc giả soi mói. Chính vì thế mà nhiều fan không biết rằng Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại cũng từng rất háo sắc. Bên cạnh đó, có bao giờ bạn thắc mắc vì sao Hoa Quả Sơn chỉ toàn khỉ đực mà không có khỉ cái hay chứ? Nếu vậy thì những chú khỉ con được sinh ra ở đâu? Chẳng lẽ chúng đều xuất hiện từ đá như Tôn Ngộ Không hay sao? Cũng vì hiểu rõ quá khứ mê gái của Tôn Ngộ Không mà Quan Âm Bồ Tát đã tự mình mang bình ngọc tịnh đi cùng hắn chứ không để Long Nữ đi thay. Trong Tây Du Ký còn một chi tiết ám chỉ Tôn Ngộ Không háo sắc là tập 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Khi ấy, thầy trò Đường Tăng mâu thuẫn kịch liệt, Ngộ Không nổi điên mà nói: "Nếu ta mà hóa thân thành phụ nữ, ai mà phải lòng ta chắc chắn sẽ bị lừa mà lôi vào trong động hết." Có thể thấy, Ngộ Không cũng hiểu rằng nhan sắc phụ nữ chính là một thứ đầy mê hoặc với đàn ông. Nói cách khác, con khỉ này thời điểm đó cũng có chú ý đến nữ giới chứ không phải vô tâm, mặc kệ như nhiều người vẫn tưởng.